là người kề bên giúp đỡ. Lúc nghèo quỷ lại van xin nói linh tinh, toàn câu nghĩa tình, nào là ơn này sẽ đến đáp. Và rồi tôi đây cũng tin, cũng chơi hết mình, lúc nào cũng coi như người nhà. Ai ơi nhớ không khi xưa anh ẩn tiền là tôi mang tới, hết gạo cũng là tôi mua cứ cho đi, chẳng mong lấy lại vì tôi coi bạn như chi. Lòng người thật điêu hoa, giúp ta bài học nhớ đời. Hoa cầu rốt ván ai ơi, ông trời ngó xuống mà nhìn. Giờ đây cao sang, quên tình bằng hữu khi xưa. Khi có chút ít tiền, quên mất rồi nghe tình anh cho bản thân ai ơi, bởi lòng người thường hay thay đổi. Thôi thì mình tự thương ta chứ người đâu mà lo bao đồng. Đời có câu làm ơn mong oan, nghèo thì anh ơi giúp tôi, đến khi sáng sâu anh đành ngó lơ không thèm. Bureau, thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.